Trong ngôi làng này không được phép xuất hiện bất cứ thứ gì màu đỏ. Một khi xuất hiện, người dân trong làng sẽ đột nhiên mất tích. Những người dân trong làng bắt đầu sợ màu đỏ. Bọn họ không cho phép một chút màu đỏ xuất hiện trong ngôi làng, thậm chí là một bông hoa dại màu đỏ cũng bị mọi người nhổ đi rồi chôn xuống đất. Nhưng cho dù cẩn thận như thế, chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra. Đúng vào tối hôm đó, một chàng thanh niên phụ trách tuần tra ban đêm nhìn thấy chiếc đèn dầu đặt trên nền nhà đột nhiên lắc lư. Anh chàng bỗng chốc cảm thấy lo sợ. Xung quanh làm gì có gió, sao cái đèn lại lắc lư được, lẽ nào ở dưới đất có người? Anh mở cửa dưới nền ra, đột nhiên một người mặc áo choàng đỏ lướt qua. Anh sợ hết hồn, vội vã đóng cửa lại rồi kéo chuông cảnh báo, thông báo cho tất cả dân làng xuống dưới hầm trú ẩn. Sau đó một con quái vật sau lưng mọc đầy gai xuất hiện trước cửa một nhà trong làng. Người dân vội vã đóng cửa lại, nó liền thay đổi mục tiêu thành cô gái mù. Cô gái mù mãi không chịu trốn xuống dưới hầm vì cô đang đợi người mình yêu. Con quái vật nhanh chóng lại gần cô. Khi cô gái mù sắp bị con quái vật bắt đi mất, thì người yêu của cô xuất hiện kéo tay cô trốn vào trong tầng hầm. Con quái vật không bắt được người, tức giận ở bên ngoài đập cửa. Hóa ra trong cánh rừng ở bên ngoài ngôi làng, có một con quái vật màu đỏ chuyên ăn thịt người. Nó sẽ xuất hiện trong ngôi làng vào lúc 3 giờ sáng và bắt người trong nhà nào có đồ màu đỏ. Mọi người vì chuyện đó mà mỗi ngày phải sống trong lo âu thấp thỏm. Sau này bọn họ đột nhiên phát hiện con quái vật ghét màu vàng, vậy nên mọi người treo cờ màu vàng và đốt đuốc để xung quanh ngôi làng, còn mặc áo choàng vàng và phái người liên tục canh chừng ở trên đài cao, ép con quái vật phải giao hẹn với người trong làng. Chỉ cần dân làng không đi vào rừng thì quái vật sẽ không vào làng bắt người. Mà lần này quái vật tấn công ngôi làng là do có một thanh niên đã phá vỡ giao hẹn mà đi vào rừng. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, cụ thể như thế nào hãy nghe mình review nhé. Người phá vỡ giao hẹn này không ai khác chính là Lucius, người yêu của cô gái mù. Anh là tế tư của ngôi làng chuyên phụ trách theo dõi động tĩnh của quái vật. Nhưng Lucius luôn khao khát được đi ra thế giới bên ngoài. Anh lấy cớ đi mua thuốc để xin các bô lão trong làng cho anh đi ra thị trấn bên ngoài. Nhưng không có gì bất ngờ, Lucius bị các bô lão từ chối. Cô gái mù Ivy là con gái của thôn trưởng, biết tin cô đến an ủi Lucius. Lúc này anh chàng ngốc Noah ngồi vào giữa hai người. Anh lấy từ trong người ra một chùm quả dại màu đỏ tặng cho Ivy. Lucius vội vã nói cho Ivy biết thứ trong tay cô có màu cấm. Ivy nhanh chóng nắm chặt chùm quả dại, nhưng chuyện này cũng khiến Lucius nhận ra Noah đi vào rừng về mà quái vật màu đỏ vẫn không xuất hiện. Có lẽ đây chính là con đường an toàn, vậy nên anh vội vã bảo Noah đưa mình đến con đường đó. Lucius thấy đường đi qua rừng, ngọn lửa khao khát tự do của anh lại bùng cháy. Vài ngày sau, nhân lúc đi tuần tra, anh lén đi theo con đường an toàn vào sâu trong rừng. Quả nhiên anh nhìn thấy một cây dại có quả màu đỏ, anh đưa tay hái quả dại xuống xem. Đột nhiên vào lúc này, một bóng đen lướt qua những cành cây trong rừng. Chuyện này khiến Lucius hoảng sợ, lẽ nào anh lại chạm mặt với con quái vật đỏ nữa, vậy nên anh không dám đi tiếp mà nhanh chóng quay trở về ngôi làng. Nhưng anh không biết rằng, vì hành động này của anh mà ngôi làng gặp phải mối nguy hiểm vô cùng lớn. Đúng vào đêm đó, anh chàng nhát gan ở đầu video một mình tuần đêm ở trên đài cao. Đột nhiên đèn dầu lắc lư, anh còn tưởng là Lucius đến, không ngờ vừa mở cánh cửa dưới nền lên, liền nhìn thấy con quái vật màu đỏ một lần nữa ghé thăm ngôi làng. Anh vội vã kéo chuông cảnh báo. Dân làng nghe thấy nhanh chóng trốn xuống dưới tầng hầm, may mà mọi người trốn kịp thời nên không ai bị quái vật bắt đi. Nhưng đến ngày hôm sau, trước cửa mỗi nhà trong làng đều bị quái vật tô một vệt màu đỏ như máu, nó còn nhổ lông lột ra những vật nuôi trong làng để cảnh cáo. Các trưởng lão trong làng đều cho rằng chắc chắn có ai đó vi phạm ước hẹn, vậy mới khiến cho con quái vật đại khai sát giới. Lucius thấy chuyện này không thể giấu nổi nữa nên chủ động nhận mọi lỗi lầm, rằng anh đã vượt quá giới hạn làm liên lụy đến người dân trong làng. Sau khi biết rõ mọi chuyện, thôn trưởng phái người ném một miếng thịt lợn lớn vô cùng tươi ngon vào trong rừng để làm lễ tế cho con quái vật đỏ vừa bị mạo phạm. Nhưng ông không biết rằng mời thần về thì dễ tiễn thần đi mới khó. Vài ngày sau, trong đám cưới con gái lớn của thôn trưởng, cả ngôi làng tổ chức tiệc linh đình, mọi người vui vẻ nhảy múa. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy. Sau đó hai cậu bé nói với thôn trưởng con quái vật màu đỏ lại đến. Lần này nó lột ra vật nuôi và treo trước cửa của mỗi ngôi nhà. Nó đang cảnh cáo người dân nhanh chóng rời khỏi ngôi làng này, nếu không lần tới thứ nó lột ra rút gân sẽ là con người. Xem ra con quái vật đỏ này thù rất dai. Khi tất cả mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình, Lucius và Ivy chuẩn bị kết hôn. Tin tức này khiến cho trái tim của bao chàng trai cô gái tan vỡ, trong đó có cả Noah. Anh đến nhà của Lucius không nói lời nào, rút dao ra đâm Lucius một nhát. Không những vậy, Noah sợ Lucius chưa chết còn quỳ xuống bồi thêm hai phát nữa. Sau khi xong việc, Noah về nhà. Bố mẹ anh thấy tay anh dính đầy máu, anh còn luôn miệng nói màu cấm kỵ này. Bố mẹ anh sợ hết hồn, vội vã chạy đến nói với trưởng thôn. Ivy biết tin, vội vã chạy đến nhà Lucius thì phát hiện Lucius vẫn chưa chết. Thôn trưởng là người duy nhất biết y thuật, nhưng việc duy nhất có thể làm lúc này là khâu vết thương lại để phòng bị nhiễm trùng. Mà muốn tránh vết thương bị nhiễm trùng thì phải lên thị trấn mua thuốc, nếu không Lucius chắc chắn sẽ chết. Ivy đi đến nhà của Noah tức giận tát anh vài cái thật mạnh. Sau đó cô xin bố cho cô lên thị trấn mua thuốc. Lúc này Lucius đang trong tình trạng nguy kịch, vậy nên thôn trưởng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa ông còn cử hai người trinh sát đi theo bảo vệ Ivy. Ivy nhanh chóng thu dọn hành lý, mặc áo choàng vàng. Cô cùng với hai trinh sát đi vào trong khu rừng. Ai ngờ một người trinh sát đi vào rừng càng đi càng thấy sợ. Anh nói với Ivy rằng anh không dám cùng cô lên thị trấn nữa. Sau đó liền quay người về làng. Đúng vào lúc này trời đổ mưa lớn.
vì mưa nên khu rừng vốn u ám nay lại càng quỷ dị hơn. Thời tiết thế này khiến cho người trinh sát còn lại cũng có ý định bỏ cuộc. Anh nói bên tai Ivy là con quái vật sẽ không làm hại cô đâu, vì cô không nhìn thấy. Nói xong anh lập tức rời đi. Ivy rơi lệ, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ nhưng cô không thể bỏ cuộc. Ivy không có đồng đội bên cạnh, để bớt sợ cô đưa hai tay lên bịt tai và hát bài ca của quê hương mình. Sau đó cô ước chừng thời gian đợi trời sáng tiếp tục lên đường tìm thuốc. Nhưng đúng vào lúc này đất ở dưới chân Ivy đột nhiên sập xuống, cô rớt thẳng vào trong hố bùn. Vào thời khắc mấu chốt Ivy nắm chặt lấy sợi dây rừng, cô ném đồ lên trên rồi dùng hết sức bò ra khỏi hố. Nhưng không may là bùn đất đã che đi phần lớn tấm áo choàng màu vàng, khiến cho nó mất đi khả năng chống lại quái vật đồ đỏ. Ivy vội vã dùng tay để gột bỏ lớp bùn nhưng không có ích gì, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian nên chỉ đành để vậy đi tiếp. Cô cứ đi mãi đột nhiên cây gậy trong tay cô bị gãy, ngay sau đó lại có tiếng cành cây gãy vang lên. Ivy nhặt một hòn đá lên ném về phía trước, nhưng không nghe thấy tiếng của vật cản phía trước. Đột nhiên tiếng đâu đó lại vang lên, Ivy hoảng sợ lập tức bỏ chạy thật nhanh, kết quả cô chạy đến một nơi toàn là quả dại màu đỏ. Đúng vào lúc này con quái vật đồ đỏ đã xuất hiện sau lưng Ivy. Ivy nghe thấy tiếng của nó vội vã trốn phía sau cái cây, không ngờ quái vật đồ đỏ đột nhiên đến gần. Lúc này Ivy đột nhiên nhớ đến lời của trinh sát nói với cô, là cô bị mù nên quái vật sẽ không tấn công cô, vậy nên cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chưa đi được 5 bước thì con quái vật đồ đỏ đã gầm lên cản cô lại. Ngay sau đó con quái vật đồ đỏ đuổi theo Ivy, nó xô ngã cô nhưng không ăn thịt. Ivy nhân cơ hội vội vã chạy mất dẫn dụ con quái vật đồ đỏ đến bên cái hố, sau đó cô đội mũ lên giang tay ra. Đúng vào lúc này cô nghe thấy tiếng con quái vật đồ đỏ còn cách cô 5m, 3m rồi 2m. Đến 1m cuối, Ivy nhanh chóng né người chạy sang bên cạnh, khiến cho con quái vật đồ đỏ rơi thẳng xuống hố sâu. Lúc này con quái vật cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng thật sự, nó chính là Noah. Hóa ra những con quái vật xuất hiện trong làng đều là người trong làng đóng giả. Trước khi Ivy lên đường tìm thuốc, thôn trưởng đã nói cho cô biết sự thật. Quái vật đồ đỏ là do các trưởng lão đóng giả, lột da vật nuôi cũng là do trưởng lão làm, vì để người dân trong làng không bỏ làng mà đi. Thực ra hồi còn trẻ thôn trưởng là giáo sư đại học, ông và những trưởng lão khác đều sống trong thành phố, nhưng người yêu người thân và bạn bè của họ đều bị hãm hại mưu sát. Vậy nên lòng họ nguội lạnh quyết định ẩn náu trong ngôi làng ở ngoại ô này, sống một cuộc sống không tranh với đời, tạo ra một thế giới không có cái ác cho con cháu sau này. Ivy không biết người đó là ai nhưng cũng giúp Lucius báo được thù, sau đó cô cởi bỏ áo choàng, vừa khua cành cây khô để dò đường vừa chạy về phía trước. Sau đó cô cũng đến được bức tường bên ngoài khu rừng, Ivy dốc hết sức mình trèo qua bức tường cuối cùng cũng ra đến ngoài đường. Đúng vào lúc này, nhân viên của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lái chiếc xe màu xanh, anh phát hiện ra Ivy lấm lem bùn đất. Ivy nghe thấy tiếng lập tức hỏi anh là người trên thị trấn đúng không? Anh nhân viên đáp đúng vậy. Ivy nhanh chóng lấy đơn thuốc ra nhờ anh nhân viên mua thuốc giúp cô. Anh nhân viên thấy cô đáng thương nên nhận lời giúp cô. Vậy nên anh đi đến trạm canh gác, nhân lúc cảnh vệ không để ý lấy đi những loại thuốc trong đơn. Sau đó Ivy kịp thời quay lại ngôi làng cứu được Lucius. Cuối cùng về cái chết của Noah, thôn trưởng lấy cơ quái vật đồ đỏ ăn thịt người để che giấu sự thật, cũng khiến truyền thuyết này tiếp tục lưu lại trong tim những người dân trong làng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Ngôi Làng. Câu hỏi của bộ phim, các bạn cảm thấy quái vật đáng sợ hơn hay lòng người đáng sợ hơn? Cho rằng quái vật đáng sợ hơn bấm phím 1. Cho rằng lòng người đáng sợ hơn bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.